Vào chiều ngày 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận 5 đã tổ chức họp báo liên quan đến việc tiểu thương chợ An Đông bãi thị ngày 19 tháng 9 năm 2017 dưới sự chủ trì của các lãnh đạo quận. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 5 cho biết đối với các kiến nghị của tiểu thương tại nơi tụ tập không liên quan đến việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn đã nhắc đến trước đó. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 5 đã gửi lời xin lỗi đến bà con tiểu thương ở chợ An Đông vì nhiều hạng mục công trình trong việc sửa chữa chợ chậm tiến độ so với dự kiến. Được biết, vào ngày 19 tháng 9, tiểu thương chợ An Đông, quận 5 đã đóng cửa nhiều quầy sạp trong chợ và tụ tập kiến nghị quận 5 giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến những khúc mắc trong cách điều hành, quản lý chợ. Chợ xuống cấp trầm trọng vẫn không được sửa chữa như đã cam kết. Hàng ngàn người đã mặc áo thun đỏ, nón đỏ, đứng ngang hai bên cổng chợ và xuống đường để bái thị với các băng rôn có nội dung yêu cầu bãi thị hợp đồng thuê sạp vì là chợ truyền thống không thu tiền thuê quầy sạp, yêu cầu công nhận quyền sở hữu quầy sạp của các tiểu thương, yêu cầu gửi 217 tỷ đồng do tiểu thương đóng góp để sửa chữa vào ngân hàng. Cũng trong ngày 19 tháng 9, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 cũng đã có buổi tiếp xúc với các thương nhân tại chợ An Đông. Tuy nhiên, tình trạng mất trật tự, an ninh và ồn ào vẫn diễn ra gay gắt hàng loạt tiểu thương đã di chuyển về ủy ban nhân dân thành phố bằng hình thức đi bộ qua các tuyến đường an dương vương nguyễn văn cử trần hưng đạo